chào tất cả mọi người. Như mình nói trước đây, hôm nay là sinh nhật của Martha nên là mình sẽ chơi một trận cùng cô nàng. Thì biết mà. Tại khi nãy mình quay rồi mình là quên quay thôi. Mình để luôn rồi. Mình quá sợ thua. Từ bây giờ nhé, khi đỡ mình quay ở đang nhiều người xem. Chán, không buồn nói luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn. Chỉ nhìn mình chán luôn á. Trời. Mà trận phân tích này mình nhớ. Sao thua kiểu gì hay vậy rồi. Tôi nhớ là đầu trận tôi cai còn có một máy mà. Gì vậy mà sao vẫn thua. Để cho ngủ ý đầu trận mình ở sang mặt ha. Không được nhận luôn. Tôi nhớ là cái trận tôi đấu bằng Yuka. Trận đấy là tôi ca đầu trận có một máy hay là một máy rưỡi đó mà. Sao thua BCF vậy rồi. Trời ạ, bất giá nó không buồn nói. Ở từ để ngồi để lập bảng cho nap ạ. Con thử mình mới lập bảng luôn vậy. Nát chân 36 thôi. Trừ cả chuyện Hunter một tí. Thế giữa trận có chuyện gì thì mình cũng nói trước luôn. Mình không trách nhiệm. Lại có gì bảng 40 á. Ủa lại mà bạn có biết bảng 39, bảng 36 gì không vậy. Luka nắm 39, bảng nhấn lại 40. Gầm này mà sao vẫn còn gầm kiểu đấy nhỉ. Chán không buồn nói. Bài này nếu mà đúng nguyên gốc thì là đây đó. Ây Leo Walker. Nhưng người hát cái bài mà chị đang nghe tại là Tiêu Chiến. Ok. Tiêu Chiến là một người ở trong nhóm nhưng mà cái chị này thì mình chưa nhìn bao giờ. Mà sự nghĩ không để ý được lắm nên là mình không nhớ yêu chị lắm. Chắc vậy đó. Đi. Mình chẳng biết mình nói đúng không. Nhớ tại đó không vấn đề sang bên. Cho tiền trả cứu à. Mình thấy khổ lắm. Nhớ. Hôm nay là thôi đừng hỏi gì đâu. Em hỏi chị không biết được. Nó hiểu.
Rồi ạ. Chứ không luôn để cứu cho. Làm vậy ai chơi lại được rồi. Hồi cái hồn của ông ta ở đây luôn chắc lũ. Chú cho bà ơi, hai ông bà lấy hết đi. Trời ạ, bà hư si này. Gì vậy? Trời, trời vậy luôn à? Trời. Rồi. Không tiền đạo kia, ông không dẫn xa xa một tí. Trời ơi, trận này thua thảm rồi, mọi người ơi. Tao dẫn gì mày hết. Dùng bóng đi, đứng ra. Lại tầm giờ chết luôn rồi. Đúng rồi. Chết rồi, thôi, rất biết tội gì. Phản ơi, phản ơi. Vừa nãy vừa thấy ông đi cản ở máy nào vậy? Mùi cồn. Đã. Vâng. Rồi thì hay quá vợ. Ok, kịp rồi em. Trời ơi, gì hài vậy? Cứ hài hước vậy rồi ai chơi lại bán. Tím, rồi xong. Trời ơi, chịu rồi. Nó bay ra để chỗ này kịp, nhưng mà một khi đã hướng sang bên này là không, không được. Không hề cắm mắt à? Ai biết được. Nó cắm mắt ngủ chết rồi đấy. Ủa nghe thứ giận đâu rồi. Ông nối máy làm gì? Tập trung sửa một máy thôi. Còn một máy, nối máy em ra đi. Nối xong rồi phá. Nối ra nó chậm. Nối ra đi cướp lại chậm hơn. Thế nên nối mình bòi ra khỏi cái phạm vi mắt đấy các bạn. Đương nhiên. Ôi, thế thì người chạy luôn. Ai bảo ông cứu? Ôi thôi nè bạn ơi. Rồi. Coi như, thôi kệ đi. Coi như cho ông tin tưởng rằng là mình hết người chạy rồi. Trời. Rồi vậy ai chơi nữa? À, mong muốn trước mặt tôi. Ừ, để cái gì xa xa đây. Găng tay đúng không? Trời ơi, nó đang găng tay đó. Được hả? Xem nào. Em chuẩn bị rồi. Quán khu này chẳng biết còn ghế không? Để nhớ khi nãy là... Ừ rồi, khu này còn ghế đấy. Từ nãy đã có đứa làm đất này mà. Toàn bị xuống hầm. Ở đâu? Có thấy ghế hầm hầm đẹp đẹp đây không? Ừ, thả thôi. Mọi người ơi, tôi mới chửi nhé em rồi. Em là tôi rồi. Tôi run đi. Mọi người nhá.